Ủa ba. À. Hôm nay ba mời ai mời làm nhiều món vậy? Bí mật, hiểu chưa? Anh chào chị với chồng có chồng chưa? Ừ. Trời ơi. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Đây, ngồi đây. Ơi, chào Tùng. Trời đất ơi, đã có rượu rồi đem rượu qua chi nữa. Dạ, đi được mời qua ăn mà đi tay không thì kỳ. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Để dưới đây không nha. Cứ để ở dưới đi, mình uống hết chai này rồi mình uống tiếp chai kia. Thôi, uống hai chai à. Ủa mà có bao nhiêu người đâu mà uống hai chai là xỉu chết rồi. Đâu có, còn nữa. Trời ơi, mà sao lâu quá không thấy bà tới thì không biết à. Kỳ ghê vậy đó. Ủa ba. À, ba đợi ai nữa hả? Còn một người khách nữa, ba đang chờ lâu quá không thấy ba tới, biết à? Ê, hôm nay ba giới thiệu má nhỏ. Nói bậy đi, quá nào. Hôm tới rồi đây. Hay nè. Chào cả nhà. Chào. Chào. Trời sao chị tới trễ quá vậy? Xin lỗi kẹt xe quá. Ông Đức ơi, tụi con ăn chưa? Đây xuống dưới ăn nghe không? Ở dưới đã có bàn ăn cho mấy đứa nhỏ ngồi dưới rồi vui vẻ hơn. Đầy đủ những cái món mà cho để tụi con ăn. Ở đây là mấy món người lớn chứ có nhậu nhẹt, hiểu không? Đó, Hay, Vy, con dẫn hai em xuống dưới đi, ba làm sẵn ở dưới hết rồi đó. Ủa ba, không cho ăn ở đây đâu ba. Thôi mà, ở đây để người lớn ngồi nói chuyện nhau tự nhiên cái. Đi, dẫn em xuống đi con. Ở dưới có đầy đủ hết mà. Đi đi con, đi tụi con đi xuống dưới ăn đi tụi con. Ăn ngon nghe con. Đi con. Mọi người ăn ngon miệng nha. Không mấy để con xuống dưới có ăn chung với con. Tùng ngồi đi nha. Ăn chung luôn cho vui nha. Đây nè, trời ơi, mừng lắm, vui lắm mà được tụ lại như vậy. Bây giờ mời mấy người cùng nâng ly để chúc mừng sinh nhật muộn cách đây 4 tháng của tôi. Sinh nhật cách đây 4 tháng mình tổ chức nữa chi vậy chú? Trời ơi, cho nó vui, mời. Anh Đức dư tính quá nên tổ chức sinh nhật cả năm luôn á. Vô đi Tùng. Tùng ngạc nhiên phải không? Anh Đức mời Hường đến đây dự sinh nhật của ảnh. Đây là khách quý đó. Khách rất là quý của tôi đó nghe. Cho nên mới mời đó. Chúc mừng sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật. Uống nha, uống đi Tùng. Uống. Uống đi Tùng. Tùng uống đi. Rồi Hường lấy đồ ăn cho Tùng nghe. Trời ơi, công nhận nha. Ủa ba. Hả? Anh nước ngọt ba để đâu vậy? Ba ướp ở dưới sẵn rồi đó con. Mời vô. Mời anh. Ê, giờ nhìn kỹ thấy hai người đẹp ghê nghe. Hai người xứng đôi vừa lứa dễ sợ luôn á, mấy chuyện chơi. Sao vậy? Tùng có sao không? Ủa, có sao không? Hả? Uống thêm đi. Bị sặc rồi, thôi để xuống dưới đi lấy khăn giấy. Không, ngồi đây đi, khăn giấy chút lấy cho. Thôi bây giờ ăn miếng đi nha. Gắp đi. Được. Xứng đôi vừa lứa quá. Tự nhiên. Đẹp quá. Ba ơi ba. Mấy cái ly nhỏ ba để đâu vậy ba? Trời ơi, mấy cái ly thì ba để trong tủ ly đó, bộ con không biết ở nhà con mà. Vô rồi ăn nha, uống là phải vô. Tôi uống hết rồi. Giờ còn ai người đó uống đi. Uống ít hơn tôi. Tôi uống hết cả chai. Hôm nay là tôi chơi xuống xác với anh Tùng luôn. Thôi, xác ai nấy xuống đi chứ tự nhiên đòi xuống xác chung với tôi làm chi vậy? Nếu có cần tôi đưa anh Tùng về xe tôi đậu ở dưới. Không cần, tôi có con, dắt con tôi đi. Tôi chở tụi nó về. Ba Tùng. Ôi, ba Tùng dắt tụi con về đúng vậy. Xuống dưới đi, chút rồi dắt về. Được rồi. Anh Tùng à, khuya rồi về đi. Chở hai đứa nhỏ về nữa chứ. Trời ơi, để một chút về. Nhậu nhẹt giờ này rồi. Đi về. Chưa chịu về. Không có về gì hết. Ủa cái gì vậy trời? Tôi đã nói là chơi tới bến luôn. Ở dưới xe tôi còn cả thùng rượu á. Ủa có gì tự nhiên tôi dắt con tôi về mắc gì Hường cản? Hường lấy cái quyền gì? Không phải quyền gì mà tôi muốn mời Tùng uống tiếp. Không, tôi không uống nữa, giờ tôi dắt con tôi về. Dạ không có về gì hết. Bây giờ nói cho nghe nè. Anh đi lâu quá, đi đâu hả? Tôi nói cho nghe nè.
Quê dẫn ba? Hai đứa nhỏ về cho ba. Ờ ba đây nghe lời ba không, ba quánh á, dẫn hai đứa nhỏ về giùm cho ba. Dạ, hai đứa tụi con đi đi rồi đi đi. Ê, dắt giùm đi. Ê, đi đi con, đi con. Nghe. Ồ, rồi chú Đức ơi rồi ừ. Con anh Tùng, tôi nói cho anh Tùng nghe, đây là sinh nhật của tôi, sinh nhật mà cách đây 4 tháng rồi, nghe rõ không? Cho nên bây giờ tôi muốn anh Tùng ở đây vui với tôi cho trọn đêm nay, cho hết cái ngày. Đúng rồi. Nhưng mà con của con phải để con dắt về chứ, để Vi dắt về tội nghiệp Vi quá. Trời ơi, Vi nó dắt về được mà, cứ yên tâm đi, mấy chị em nó thương nhau. Anh chơi tụi vậy nó là chị em nghe không? Đúng rồi. Anh chơi vậy là không có nhiệt tình với anh Đức, chống lòng anh Đức xuống. Mời mình à. Nên là người ta sinh nhật 4 tháng rồi nè, đãi lại mà, cho nên là không phải đãi lại, hôm nay mới đúng sinh nhật nè, và tự nhiên cách đây 4 tháng không có đãi. Giờ là muốn uống, người muốn uống. Rồi vậy thì uống tới sáng. Không có cách đó thì sao mình thoát thân được. Vô ủa ủa Tùng. Ê. Ê. Trời ơi yếu quá sao vợ. Chắc chắn sao đêm nay Tùng nó là người của chị. Uống nữa đi anh Đức, vui quá. Rồi. Vui quá, uống nữa đi anh Đức. Tùng Tùng ơi thôi vui quá đi anh Tùng. Anh bị hại, tất cả mọi chuyện là anh bị hại, em có tin anh không? Ai ngủ quá trong cái khó ló cái khôn thì thấy không? Nhưng mà em thấy mình hơi nặng tay với ba đó. Tại vì ba em gài anh với bà Hường, có chịu vậy không? Không. Nhưng mà yên tâm đi, sau vụ này từ nay về sau bà Hường không dám làm phiền anh nữa đâu. Giờ rảnh quá biết làm gì nè. Ôi chết rồi, ba em với lại bà Hường. Ờ đúng rồi, biết hai người đó giờ sao ta? Có tình yêu thương của ta cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.